Con voi đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Cô gái xinh đẹp như vậy mà nó hất thẳng xuống nước luôn. Cái cây lớn trong rừng cũng không chịu nổi sức mạnh của con voi. Hèn gì không có động vật nào dám đối đầu với bọn chúng. Người đàn ông này quyền lực quá. Con voi lao về phía anh ấy, nhưng anh chỉ cần đập tay một cái là đã hóa giải được tình huống nguy hiểm rồi. Chú voi con này có vẻ rất thích người phụ nữ. Nó luôn cố gắng để tiếp cận cô ấy. Thấy cậu bé đội mũ, con voi cũng muốn thử xem sao. Nhưng cái mũ không vừa với đầu của nó. Một con voi liên tục dùng voi của mình để vỗ mông cô gái. Có vẻ cô không thích điều đó lắm đâu. Những du khách đã quay lại được cảnh hai con voi lao vào chiến với nhau, một mất một còn. Hình như đã có mâu thuẫn xảy ra, nên những chú voi và mẹ con tê giác này đã gây chiến với nhau, không ai chịu nhường ai cả. Con voi thông minh, con biết dùng voi để lấy cành cây tấn công con tê giác từ xa. Những nhiếp ảnh gia này muốn bám theo con voi hoang dã để ghi lại những hình ảnh hàng ngày của nó. Tuy nhiên, việc đó làm con voi khó chịu, quay đầu đuổi những người này phải bỏ chạy. Con voi tiến vào một nhà hàng và phá vỡ bàn ghế ở đó. Những người chủ đã nhanh trí dùng đuốc lửa để xua đuổi, mong rằng ông ấy có thể đuổi được nó ra khỏi cửa hàng. Trong chuyến du lịch của mình, được trải nghiệm cảm giác được voi phun nước vào người, có vẻ họ rất thích thú với điều này. Những người này đang đi xe máy thì một con voi ở bên đường xuất hiện. May mà họ đã kịp thời bằng tay gà để chạy xa khỏi nó. Một chú voi con thân thiện đang vui đùa cùng với người phụ nữ trên bãi biển. Một gia đình voi đã làm kẹt xe ở miền Nam Ấn Độ và đe dọa các tài xế, khiến nhiều người phải bỏ chạy. Khi gặp một con voi khổng lồ đang hung dữ, thì cách tốt nhất là bạn nên chạy giống như những du khách này. Phần đầu của chiếc ô tô bị con voi khó tính phá hủy. Những con sư tử đang nằm ngủ trưa thì con voi tiến tới phá giấc ngủ của bọn chúng. Tuy rằng sư tử có đến tận 3 con, nhưng chúng không dạy gì mà đối đầu với con voi khổng lồ. Không chỉ là xe mà cả tàu hỏa, nếu đi vào lãnh thổ của chúng thì cũng bị bọn voi này làm phiền đấy. Con voi này có vẻ rất đói bụng nên đã tìm vào nhà bếp của người dân để kiếm thức ăn. Camera đã quay được cảnh một con voi phá phách đi lang thang.
Cảnh tượng hài hước được quay lại cho thấy một đàn voi xua đuổi đàn sư tử chạy tuột quần. Cánh cửa làm bằng sắt có thêm thép gài cũng không thể ngăn cản được con voi này. Con voi phản ứng lại với con người bằng cách ném những cành cây vào họ. Cảnh quay ở Ấn Độ cho thấy con voi tiến vào khu vực dân cư và phá hoại khắp mọi nơi. Một nhóm khách du lịch bị con voi hung dữ xua đuổi ra khỏi địa bàn ở Nam Phi. Video hôm nay đến đây là hết. Các bạn đừng quên bấm like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.